anh như thế là lột khoảng 20 đến 20 mấy năm hết rồi hả? Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À, thì theo cái hành trình gông gũi hôm nay, Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Bến Tre của tỉnh Bến Tre, tìm về cái dừa dừa của Hạnh Tân. Hôm nay Bùi Hồ sẽ quay cho cô bác anh chị về cái cách lột dừa ở Bến Tre như thế nào. Và bên đây để quay cho cô bác anh chị thấy rõ. Dạ em chào anh. Dạ em chào các anh. Ngày mình lột vậy là khoảng nhiêu trái hả anh? 2.000. Mỗi một người là 2.000 trái. Mình lột từ từ mấy giờ đến mấy giờ hả anh ha? 7 giờ lột tới 3 giờ. 7 giờ sáng mình lột tới 3 giờ chiều. Ủa mình lột như thế này là cái cách lột như thế này nó lâu chưa anh? Lâu rồi. Xưa giờ. Hồi xưa giờ là mình lột gì luôn? Ủa lột rất là nhanh. Mỗi một anh như thế này là lột 2.000 trái dừa. Một ngày công là mình lột là được bao nhiêu tiền thanh ha? 500 ngàn, uống được 500 ngàn. Dạ, mình tính theo trái hay là mình tính theo ngày? Thiên dừa 28. Một thiên dừa 28. Anh lột được lâu chưa anh? Anh lột như thế này là làm cái nghề lột dừa này lâu chưa? Hai mấy năm hả? Lúc đầu mình lột thì nó như thế nào hả anh ha? Dạ dạ, mới đầu hơi chậm chút. Hơi đầu mình chậm. Dạ. Sau thì mình quen thì mình lỡ thì ra 2-3 ngày vậy đó. Dạ. Em thấy trái dừa nó trơn mình lột vậy mình thấy nó có hơi bị nguy hiểm không? Không, có gì. Bình thường. Mình lột quen thấy nó bình thường ha, nhưng mà người ở ngoài nhìn vô thì thấy nó hơi hơi sợ sợ. Dạ. Mỗi một anh như thế là lột khoảng 20 đến 20 mấy năm hết rồi hả? À, mình lột dừa như thế này rồi những cái trái dừa sau khi lột xong thì nó sẽ mình làm gì ha anh ha? Đi bà cha, cải cơ, cải cơm. Dạ. Để mình bán dừa khô cho người ta đó hả? Làm cơm rồi á. Dạ. Mình nấu có dừa nữa. Ôi cô bác anh chị thấy nè, ở đây là gồm có cái bãi dừa này nó rất là nhiều trái. Một đống như thế này, một bãi như thế này là khoảng bao nhiêu trái anh? 1.800. 1.800 trái ha. À vậy là một dừa. Một người sẽ lột một ngày là khoảng bao nhiêu đây? Ai ơi. Ai da. Em tưởng em ở trên em cũng có dừa, nhưng mà em tưởng là mình lột dừa mình lấy cái dâu cái gựa rồi mình cái mình chặt ra từng trái từng trái. Đó không biết nào rồi. Thank you.
Là cái công việc này là ngày nào mình cũng có lột hay sao anh? Dạ. Dạ. Ồ, cái dao đó nó cũng phải bén dữ lắm. Thường là nam mình làm cái công việc này là nam làm không hay là có nữ nữa anh? Có nữ nữa. Nữ làm nữa mà. Nữ làm hơn nam thôi hả? Ừ. Ở bãi nữ mình lắm ngại lắm, giờ đi bà lắm thi không à? Là làm buổi tối. Ờ. Tôi có cải có gái nha. Dạ. Đây không có. Bình thường thì cái ngày thường là chỉ 3 người thôi hay sao ở cái bãi lột dừa của mình anh? 4 người. Đây, cô bác chị thấy cái bãi dừa rất là lớn đằng kia nữa. Đó. Còn đỡ gì nữa mà. Đỡ về hả? Đi ra đây chứ. Dạ. Cho em bước qua bên đây được không ta? Coi anh này anh lộn. Cái công việc này mình lúc đầu mình làm chưa quen nó có mỏi dữ không anh? Ở đây lắm chứ. Dạ. Người ta nổi. Khoảng thời gian bao lâu thì mình sẽ nghỉ ngơi một tí? Chừng tiếng không mấy vậy á. Dạ. Nó bốn đồng tay thì nghỉ thôi, chút. Bốn đồng tay á. Dạ. Bốn năm tâm. Cái trái dừa như thế này nè, là đã xong chưa hay mình còn phải gọt vô trong nữa? Không, vậy á. Vậy là xong đấy. Vậy cái này. Về cái nó lột sơ ra tụi hết đập. Dạ. Đập làm cơm á. Vậy là cải cải ra. Vậy là có một cái sâu gọi là lột mấy cái này nữa. Ờ, cải ra lấy dao nhọn á. Dạ. Chích. Chắc em không quen thì vô làm không được đâu. Ừ. Xe dạ. Vậy là trong vòng một tiếng đồng hồ thì anh thường thì anh có ca nữ là mình một giờ đồng hồ là khoảng lột được khoảng bao nhiêu trái không? Thế bộ 300 anh mấy? Là cái đó là người là lột giỏi nhất là 300 mấy hả anh? Ừ. Mỏi có khi nào lúc đầu là lần đầu tiên là mình làm nó có bị mỏi cái dai dữ không anh? Không. Có mỏi cái này nè. Dạ. Đây. Là mình đè xuống đó nha. Ừ. Quen không có gì á. Ở đây là ở thành phố Bến Tre hay cô bác anh chị? Ừ. Cái bãi dừa này là bãi dừa Hạnh Tân. Ừ, Hạnh Tân. Dạ, Hạnh Tân. Mỗi một tiếng đồng hồ là lột khoảng 300 đến 350 trái. Và năng suất mình ăn theo là sản phẩm ha, chứ không có tính theo ngày ha. Rất lưu lị. Một trái dừa vậy là mình lột được 30 giây không anh? Trái dừa như thế là mình lột được 30 giây không? Ở lại vậy, đó nha. Ở tới vậy.
anh chỉ cần nhấn xuống cái mũi dao khoảng chừng 4 đến 5 cái là xong. Là trong ngày nay là mình sẽ làm hết cái bãi dừa này không? Không, còn chở gì nữa. Cái bãi dừa ở chỗ này nè, cái bãi nhỏ này nè. Bồ quay cho cô bác anh chị cái thước phim này phải nói là cực kỳ hay về cái cách lột dừa của các anh người tỉnh Bến Tre. Cái Bến Tre là một cái xứ toàn là dừa và sản phẩm làm ra dừa rất là nhiều. Ôi, em nhìn lột mà em mê luôn á. Trước đây khi mà mình chưa có lột dừa gì, mình có làm nghề gì khác không anh? Không, lột dừa lột không anh. Dạ. Lúc mình còn nhỏ là lớn lên là mình lột dừa luôn rồi. Đôi khi có cái trái dừa nào nó trơn quá rồi mình nó ra cho cái tay mình nó bị nguy hiểm không? Đâu có trơn gì. Em thấy có những cái trái dừa nó tươi nè anh. Em thấy dừa nó tươi dễ á. Tươi nó dễ hơn hả? Ừ. Tươi nó mềm hơn. Dạ. Tươi nó mềm hơn. Không, thấy ảnh lột cực kỳ nhanh luôn. Khi mà lột đến đâu thì cái bàn chân của anh ở dưới này có đặt cái miếng dán, anh sẽ đẩy đến đó. Dừa này sau khi mà mình lột xong thì mình sẽ bán cho người ta như thế nào anh ha? Cần nguyên cây luôn, cần hết á. Cần cây cả vỏ luôn hả? Đâu á, tại vì dùng cái xe cân à. Dạ. Thường là bây giờ là nó bao nhiêu một ký? 8.000-7.500 vậy á. Như những cái trái dừa nó còn xanh vỏ như thế này thì người ta có lựa ra không hay là để chung luôn? Đâu, tăng chung vậy, như ngay á. Dạ. Hai, ba, bốn, năm cái mũi dao, nhiều nhất là năm cái lần mà anh nhắn cái trái xuống là xong. 2 3. Ủa, quá điêu lị. Anh ơi, anh làm được bao nhiêu năm rồi anh? Anh làm được bao nhiêu năm rồi? Mười mấy năm hả? Họ phải nói là rất là điêu luyện. Cái dao đó là mình tự mình làm luôn hay là mình đặt người ta làm anh? Nghèn á, hơi mỏ cày á. Dạ. Chứ mấy cái tỉnh khác thì đâu có. Có nhưng mà không bằng. Thôi rồi, em cảm ơn ba anh rất là nhiều cho em đã cho em quay cái nước phim này. Thì em chúc các anh sức khỏe dồi dào. Ha, năm mới vạn sự như ý, làm ăn phát đạt. Dạ, em cảm ơn ba anh rất là nhiều ha. Dạ, em chào ba anh.